shopmoviet.vn bán ít nhất quần rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello, chào mừng em trở lại kênh bài Mobile Việt mùa 16. Leo Đanh đến đâu rồi? Đã cao thủ chưa? Sau mất nửa ngày Leo Đanh cao thủ thì Mô Việt tiếp tục làm video clip tặng fan nha. Click vẫn là bánh bèo nhưng là của bạn Mạc Lam. Cùng phong cách đi đến đâu, ăn hồi đến đó với đấng fan Hên. Hên không phải là con tướng xạ thủ phế vật như mùa 15 các bạn nghĩ, mà là con tướng xạ thủ cực kỳ mạnh trong mùa 16. Với trang bị thần thánh mà hiện tại rất nhiều anh em biết rồi, đó chính là thanh gươm. Một cái thanh gươm vừa dài, vừa sắc, nhọn lại còn có răng cưa. Cái thanh gươm này chuyên để sắc thịt voi và thái cơm nha. Thực sự cơm thì không cần thái đâu, chúng ta chỉ cần sơi thôi. Cái này thực sự là cái hành động nó mang tính chất là trắng trợn vô cùng, cướp chim anh em ơi. Đội không bảo kê được AD lại cứ cướp chim này, lại thì wow, một tí nữa thôi mình mà có tốc biến là mình sẽ cho Superman lên bảng điểm số vì cái tội cướp chim. Thanh gươm với tên gọi đó là thanh gươm đâu ấy nhở? Đây rồi, thanh gươm Uriel. Với cái thanh gươm này thì các bạn sẽ có cái gì? Thứ nhất, đòn đánh thường tăng 10% tốc chạy của chỉ cổ. Đến cái trang bị này anh em sẽ lên được cái chỉ cổ đầu tiên. Đấy, rất thích hợp với chất tướng của Ván Hên nha. Rồi nội tại, khi máu của tướng còn dưới 40%, phong ấn Uriel giúp bạn nhận một lớp lá chắn giúp chặn sát thương phép. Đấy, lớp lá chắn này cũng khá là dày, đó là chỉ số 500 cấp tướng nhân 100 rồi, và 25% kháng hiệu ứng cùng với 30% tốc chạy trong vòng 5 giây. Hồi chiêu chỉ có 75 giây thôi, thực sự là xịn vãi anh em ơi. Đấy, dường như thanh gươm này sinh ra để cho đấng Ván Hên xài, nhưng mà bây giờ chưa có gươm, tạo được gì có gươm thì những chất tướng như kiểu là Kiền Vương rồi những con tướng pháp sư Dimit muốn sốc nam vào vị trí của Ván Hên là phải nghĩ lại nha, phải tính thêm cái lớp gia bảo chứ đừng có mà ảo tưởng là ăn Ván Hên dễ nhưng mà là khoai không tưởng luôn. Superman đây rồi, thanh niên cướp chim anh em ơi, gặp ngay Bét Hên lại còn quá hên khi mà cái phi tiêu vàng liên tục. Hiện tại phi tiêu của Ván Hên khả năng khống chế đã kém hơn xưa rất là nhiều rồi, nhưng với cái phong cách này, với cái build đồ này và cái sức mạnh của trang bị này thì anh em coi như không nhìn thấy gì nha. Ok, thì đấng Ván Hên sẽ lợi hại vô cùng, đúng không? Rồi sau khi lên được thanh gươm Uriel, các bạn nhớ lên cái trang bị thanh kiếm, bởi vì gươm Uriel đã có tốc đánh, đã có tốc chạy rồi nhưng sát thương không nhiều, chúng ta cần thêm trang bị thanh kiếm để bắn đau hơn cho Ván Hên. Và những trang bị tiếp theo thì chi tiết ở phần dưới video clip của Mô Việt anh em có thể tham khảo nha. Và nếu thấy video clip của Mô Việt hữu ích, đừng quên ấn nút like, chỉ mất 2 giây, 1 giây gì đó thôi. Hay là một tích tắc gì đấy, comment một ký tự bất kỳ ABC, XYZ. Đó điều mà Mô Việt cũng rất là mong chờ từ những bạn ủng hộ Mô Việt. Và chân thành cảm ơn anh em. Còn đây tiếp theo là cái màn cả ký... không được à? Rồi, ok, dù sao thì vẫn có mạng cho SP. Thực sự bạn này chơi... Guido cũng hay phết đấy anh em ơi. Công nhận là chạy sướng thật đấy anh em ơi. Lẽ là mình chưa bị Quyền Vương ganh,
Không biết là khi Quyền Vương ganh nó như thế nào, nó mới rõ rệt được sức mạnh của cánh thanh gươm Uriel này. Ok này, bây giờ là cái thánh kiếm chắc luôn. Cái gì vậy? Quả mơ trên đầu mình Sehin huyền thoại mạng thứ 6 nha. Một pha xử lý mang tính chất là búp bẩn của bản Whip. Rồi, là tiếp tục một pha xử lý cũng mang tính chất búp bẩn của bản Ena. Thực sự là dạo này búp bẩn nhiều ghê anh em ơi. Chơi cái trò này là không có được đâu nha. Chơi game mà búp bẩn là không có được đâu. Wow, trời ơi, lại búp bẩn. Này thì búp lè. Ok, liên tiếp là những cái pha xử lý biếu mạng của team bạn. Cứ nghĩ là đấng Van Hên dễ chơi, nhưng mà nó là khoai dã man luôn. Dường như là mình đối đầu với những bạn chơi Quyền Vương thì anh em hay tung ra cái gì đó. Nó thực sự là phải tính lại khi anh em chơi sát thủ phép đối đầu với những con tướng xạ thủ này như gươm Uriel nha. Phải tính cả gấp gia ảo vô thì mới sốc chết được. Mà sau khi kích hoạt nội tại của cái gươm Uriel, nó còn tăng 25% kháng hiệu ứng với cả 30% tốc chạy. Đấy, anh em còn nhớ ngày xưa khi Thánh Thuẫn có tốc chạy không? Người người Thánh Thuẫn, nhà nhà Thánh Thuẫn. Đấy, không có cái chuyển sinh hay là ma chú các kiểu gì đâu, mà là Thánh Thuẫn hết anh em ơi. Và cái chính vì vậy cái thanh gươm Uriel, cái thanh gươm sẽ tăng cường sức mạnh rất nhiều cho những con tướng xạ thủ cần tốc đánh. Và đội hình team bạn có những con tướng pháp sư mạnh. Đấy, không mạnh em lên cũng được. Nói chung là pháp sư giết xạ thủ sẽ khó hơn rất là nhiều. Mà trận này hình như là các bạn đấy chỉ có mỗi mid game mình thôi, Superman nữa này. Còn Sinestria thì mê bé Galaxy mất tiêu rồi. Win được à? À không win được, bạn Whip ra rồi. Nhưng mà Whip yếu mà anh em ơi. Whip kiểu là đầu game yếu nhưng mà cuối game rất là khỏe. Bởi vì sát thương của Whip bây giờ nó chia ra thành hai tia. Đam sẽ rất là bé và cái lượng đam bé này thì xuyên giáp nó sẽ khó. Đấy, phải đợi late game có đổi chí mạng nó mới bắn khỏe được. Hiện tại Mô Việt vẫn đang làm video clip tặng fan gửi đến lời cảm ơn toàn thể anh em ủng hộ Mô Việt. Các bạn cứ chỉ cần gửi biểu mẫu ở phần mô tả video clip của Mô Việt, mình sẽ làm tặng từng bạn một nha. Mặc dù số lượng gửi là mỗi ngày tầm mấy trăm bạn, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm hết sức tặng nhiều video clip có thể. Bởi vì anh em ơi, mỗi ngày mình chỉ làm đến tầm 2 hoặc là 3 clip thôi. Đấy, mà số lượng anh em gửi là tầm mấy trăm một ngày. Thành ra là cái này cũng phải do tùy duyên thôi anh em ơi. Tùy duyên nha. Các bạn thông cảm Mô Việt nếu mà cái biểu mẫu của anh em chưa được làm. Wow, mình bắn hết. Thực sự thì với cái phong cách này, mình sẽ có rất nhiều tốc chạy cho Van Hên. Van Hên sẽ chạy như một cơn gió mà có khả năng phòng thủ rất là tốt với hai đồ phòng thủ. Thực ra là một đồ thôi nhưng mình nghĩ là hai nha. Bởi gươm Uriel cũng như một cái đồ phòng thủ của nội tại kích hoạt của đồ thủ anh em ơi. Từ từ cứ bình tĩnh thôi, chưa đủ 10 phút mà. Tiếp theo anh em có thể lên song đào bão táp hoặc cung tà ma, nhưng mình nghĩ cung tà ma sẽ bắn sướng hơn. Đấy. Ok, bởi vì cái lượng tốc đánh như thế này là cũng khá ok rồi, 110 mấy tốc đánh cộng với thử nội tạng nữa. Rồi xong luôn anh em ơi, có khi là end game trận đấu luôn này. Đồng thời video clip Mô Việt chơi đấng Van Hên và hướng dẫn anh em chơi Van Hên mùa 16 đến đây hết rồi. Nếu có yêu cầu làm tướng gì trong mùa 16 cũng comment bên dưới để Mô Việt biết nha.
Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu ủng hộ Mô Việt nãy giờ. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.